Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ken nha. Sẽ có một số bằng lăng thái siêu bông, một số bông trang giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Ken. Chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh ha. Hôm nay vườn em cũng tiếp tục lên hoa cây kiển. Những cây hôm nay là cây thuần chậu và bao sống khỏe đến quý cô chú anh chị mình luôn, bao phí ship luôn ha. Ship có toàn quốc. Số điện thoại Zalo của nhà vườn là 0977416876, đồng thời cũng là số Zalo và vườn em thì ở tại Lấp Vò Đồng Tháp ha. Giờ mình bắt đầu mình đi mã số 1. Đây là cây Hòn Ngọc Viễn Đông. Cây này đang rất là nhiều nụ ha, rất là sum nhánh luôn. Cây có chiều cao là 40, tán ngang là 60. Cây này hiện vô lưu giá là 300.000. Cây này, nụ tán là rất là dày luôn ha. Tiếp theo là combo 5 chậu. 5 chậu trang thái lá nhỏ. Loại này thì bên em thì có số lượng nha, cô chú anh chị mình mua số lượng thì giá nó sẽ mềm hơn. Đây là cây, đây là thái vàng nè, trang sen nhật. Cái này đỏ lá kim, tím sen, này là thái cam. Cây thái cam thì tàn nó tương đối, nó nhỏ hơn mấy cây còn lại hay mấy cây còn lại thì tán nó tròn quỳ rất là dày luôn. Cây có chiều cao đây là 30 ha, em đo cây nhỏ nhất nha, tán ngang là 25. Combo 5 chậu này em cũng giao lưu với giá là 250.000 ha. 5 chậu. Mã số 2. Tiếp tục mã số 3 là lên một cặp. Đây là thái đỏ và tím sen ha. Hai cây động trạng của anh chị em. Cây có chiều cao là 55. Tán ngang là 40. Hốc thân là 10. Cây có hoành, đây là 7 ha, sắp xỉ 7 nha cô chú anh chị. Một cặp này thì em giao lưu với giá là 300.000, mã số 3. Màu đỏ, màu tím sen ha. Tiếp tục mã số 4 cũng là một cặp thái đỏ với lại màu tím sen. Cặp này thì nó nhỉnh hơn cặp trước chút ha. Kẹo búp chân của anh chị em. Cây có chiều cao ở đây là 60. Tán ngang là 40. Hốc thân là 12. Cây có hoành ở đây là 8 ha. Một cặp này thì em cũng vô lưu với giá là 350.000. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5 là một cặp thái đỏ. Sạch nụ anh chị. Cây rất là nhiều nụ. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 40. Hốc thân thấp nhất bên này là 33 ha. Cây có hoành ngay vị trí này là 10. Một cặp này thì em cũng giao lưu với giá là 400.000. Tiếp theo mã số 6. Cây này, hoa rất là đẹp luôn ha. Tán rất là mịn luôn. Cây có chiều cao ở đây là 55. Tán ngang là 55. Cây có hoành ở đây là 9 ha. Cây này giao lưu giá là 230.000, mã số 6. Thái đỏ, đằng tròn nhỏ mini ha. Mã số 7 là cây bằng lăng thái, hàng gốc cây rin ha, gốc đế nổi nè, cây mini. Rất là nhiều nụ luôn. Cây này thì có gần 20 cái nụ ha. Cây có chiều cao ở đây là 55. Tán ngang là 50. Hốc thân là 28. Cây có hoành ở đây là 15. Cây này giao lưu với giá là 500.000. Cây rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 8 là một cặp huyết long. Tường vi siêu bông của anh chị em. Cây có chiều cao ở đây là 1m25. Cây một cốt nha. Hai thân như thế này. Một cặp này thì em giao lưu với giá là 300.000, mã số 8. Tiếp theo mã số 9 là một cặp chậu này thì có 3 thân ha. Cây có chiều cao ở đây là 1m35. Tán là 55. 3 thân này thân nhỏ nhất thì hoành là 7 ha. 7 hoành này nhỉnh hơn. Chậu này thì em giao lưu với giá là 350.000, mã số 9, tường vi huyết long.
Mã số 10 là tường là bằng lăng thái màu tím hàng gốc cây riêng nguyên bản ha. Cây có chiều cao là 80, tán ngang là 50, hốc thân là 40. Cây có hoành ngay vị trí này là 14,5 ha. Cây này em cũng giao lưu với giá là 400.000. Mã số 10. Mã số 11 cũng là màu tím luôn. Cái này mà về mình ghép thì rất là nhiều bo ha, ghép bằng lăng rừng. Cây này có chiều cao là 90, tán ngang là 55, hốc thân là 42. Cây có hoành ở đây là 11. Cây này cũng giao lưu với giá là 400.000 luôn. Mã số 11. Mã số 12 cũng là hàng gốc luôn ha. Đang rất là nhiều nụ ha, nụ mới lên nè. Loại này nó nở 3 đợt hoa luôn. Cây có chiều cao ở đây là 85, tán ngang là 50, hốc thân là 29. Cây có hoành ở đây là 19 ha. Cây này vô lưới giá là 600.000, mã số 12. Lùng lực quý anh chị em. Mã số 13 cũng là lùng lực luôn ha. Cây này rất là nhiều tán nè. Nụ này mới lên mình chơi hoa được lâu hơn. Cây có chiều cao là 85, tán ngang là 60, hốc thân là 38. Cây có hoành ở đây là 19,5 luôn ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 600.000. Gốc rất là lực luôn. Mã số 14. Cây này tâm cao ha, tàn tròn, dày, rất là nhiều nụ luôn. Cây có chiều cao đây là 1m20, tán ngang là 70, hốc thân là 80. Cây có hoành ở đây là 14 ha. Cây này giao lưu với giá là 800.000. Tàn tròn rất là nhiều nụ luôn. Cây rất là đẹp ha. Tiếp theo này mã số 15. Cây có chiều cao đây là 1m1, tán ngang là 65, hốc thân là 72. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này cũng giao lưu giá là 800.000 ha. Đang sổ nụ nè. Số 16. Cây có chiều cao ở đây là 1m15, tán ngang là 60, hốc thân là 74. Cây có hoành ở đây là 16 ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 800.000. Mã số 16. Mã số 17 là thái đỏ. Cây đang ôm rất là nhiều búp nụ luôn. Cây có chiều cao ở đây là 85, tán ngang là 55, hốc thân là 20. Này gốc còn sâu nha quý anh chị em. Cái hoành ở đây là 12 ha. Cây này về quý anh chị em mình đun đế lên là gốc nở nha. Mã số 17 vô lưu giá là 300.000. Cây nè, nụ kính búp hết luôn. Tiếp theo là mã số 18. Cây hai tầng tán ha. Cây cũng đang rất là nhiều nụ luôn. Cây có chiều cao đây là 1m, tán ngang là 55, hốc thân là 11. Cây có hoành ở đây là 13 ha. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 18. Mã số 19 cũng là cây thái đỏ hai tầng tán luôn. Cây có chiều cao ở đây là 85, tán ngang là 60, hốc thân là 18. Cây có hoành ở đây là 11. Cây này giao lưu giá là 300.000. Mã số 20 cũng là cây thái đỏ luôn ha. Lô này sổ nụ quá xá luôn quý anh chị em. Cây có chiều cao đây là 90, tán ngang là 55, hốc thân là 34. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này giao lưu giá là 300.000. Mã số 20. Mã số 21
cũng là cây hót thân ha. Tán rất là dày luôn, cây đang chuẩn bị sổ nụ rồi. Cây có chiều cao đây là 90, tán ngang là 70, hót thân là 20. Cây có hoành ở đây là 12, cây này vô lưới giá là 350.000. Tàn tròn ha, nụ lên nè. Tiếp theo mã số 22 là cây trắng xưa siêu bông. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 65, hót thân là 14, cây có hoành là 13. Cây này vô lưu giá là 400.000, mã số 22, chân trắng ha. Mã số 23, hái đỏ, cây đang rực bông luôn. Cây có chiều cao ở đây là 95, tán ngang là 55, hót thân là 47. Cây có hoành ở đây là 9, cây này giao lưu với giá là 280.000, mã số 23. Mã số 24 là cây thân lắc ha. Cây có chiều cao ở đây là 1m, tán ngang là 50, hót thân là 47. Cây có hoành ở đây là 11, cây này giao lưu giá là 280.000, mã số 24. Cây bông đỏ rực luôn. Mã số 25 là cây hồng phấn phất tím, rễ trắng mặt chậu luôn. Cây có chiều cao ở đây là 1m, tán ngang là 55, hót thân là 25. Cây có hoành ở đây là 12. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 250.000, mã số 25. Mã số 26 là cây chanh trắng ha, hót thân ha. Cây có chiều cao ở đây là 90, tán ngang là 50, hót thân là 45, hoành ngay vị trí này là 14 ha. Cây này có, cây này giao lưu với giá là 350.000, mã số 26, trang trắng. Mã số 27 là cây hồng phấn quất tím. Cây có chiều cao là 95, tán ngang là 70, hót thân là 12. Cây có hoành ở đây là 15,5 ha. Cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 27. Mã số 28 là cây trang thái đỏ. Cây này tàn rất là dày ha. Cây có chiều cao đây là 1m, tán ngang là 55, hót thân là 11. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này cũng giao lưu giá là 350.000, mã số 28. Khung tàn rất là mịn luôn. Ở số 29 là cây hồng phấn phất tím. Dòng này siêu bông nha quý anh chị em, hoa thơm nhẹ ha. Cây có chiều cao là 95, tán ngang là 70, hót thân là 18. Cây có hoành ở đây là 15. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 29. Tiếp theo mã số 30 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao ở đây là 90, tán ngang là 65, hót thân là 21. Cây có hoành là 14. Mã số 30 giao lưu giá là 380.000. Cây tàn rất là đẹp luôn, tàn tròn. Mã số 31, thái đỏ tàn thông ha. Cây có chiều cao đây là 1m15, tán ngang là 70, hót thân là 14. Cây có hoành ở đây là 13.
Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 31. Mã số 32. Hồng phấn phất tím, cây có đế nở ở dưới nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao đây là 1m1. Tán ngang là 70. Hốc thân là 12. Cây có hoành ở đây là 17. Cây này giao lưu giá là 450.000. Mã số 32. Mã số 33 là cây thái vàng. Cây có chiều cao đây là 1m05. Tán ngang là 85. Hốc thân là 13. Cây có hoành ở đây là 14 ha. Cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 33, thái vàng. Cây đang rực hoa nụ ha. Mã số 34 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao đây là 90. Tán ngang là 65. Hốc thân là 23. Cây có hoành đây là 13. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 34. Mã số 35 là cây thái vàng. Sạch búp chân quý anh chị em. Cây này sạch nụ ha. Cây có chiều cao ở đây là 95. Tán ngang là 75. Hốc thân là 14. Thân gốc già, nứt già ha. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 400.000, mã số 35. Mã số 36 cũng là cây thái vàng luôn. Cây này tán rất là đặc luôn ha. Cây có chiều cao ở đây là 1m25. Tán ngang là 80. Hốc thân là 10. Cây có hoành ở đây là 18 ha. Cây này giao lưu với giá là 500.000, mã số 36, thái vàng. Tiếp theo mã số 37 là cây tím sen. Cây này phun tàn, cây này cây phun tàn lớn ha. Cây có chiều cao đây là 1m20. Tán ngang là 1m1. Hốc thân là 10. Cây có hoành ở đây là... Cây có hoành là 15 ha, gốc nở nha cô chú anh chị. Cây này thì em cũng giao lưu với giá là 650.000, mã số 37. Mã số 38 là cây thái vàng. Vàng tròn quay, đang full bông với anh chị em. Cây này cũng kẹo nụ hết luôn. Cây có chiều cao ở đây là 1m. Tán ngang là 95. Hốc thân là 15. Cây có hoành ở đây là 16 ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 38. Nụ rất là đặc luôn. Mã số 39 là cây tím sen tàn tròn. Khung tán rất là dày luôn. Cây có chiều cao ở đây là 82. Tán ngang là 1m ha. Hốc thân là 20. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này em giao lưu giá là 600.000, mã số 39. Cây nè, rất là nhiều nụ luôn. Đây là cũng mã số cuối clip ha. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem. Nhớ đăng ký kênh Pháp Thái để xem nhiều loại video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Ken nha.